Xin chào anh em nhé, trên tay tôi đang là một sản phẩm, một cái nhẫn kim cương của GA, kích thước 4 ly rưỡi và có một số cái viên đá gương nhỏ ở bên. Thì sản phẩm này tôi sản xuất cho chị, khách hàng của tôi là chị Hoa Quảng Ninh, nhà chị Hoa Quảng Ninh. Đây là viên đá GA nước D VS1, có mã đuôi là 6938. Anh chị nhìn thì độ trong sẽ không thấy rõ đâu, một chút nữa sẽ có video kỹ càng sản phẩm này cho anh chị, và đây sản phẩm rất là đẹp. Và tổng cái chi phí sản phẩm ô sao lại rẻ thế này nhỉ? Có khi nào bị cộng nhầm không nhỉ? 29 triệu, chưa đi 29 triệu nhẫn này. Sao lại thế nhỉ? Sao lại rẻ thế nhỉ? Đùa đấy, đúng như thế đấy, chỉ thế thôi. Vậy vậy thôi, kim cương chỉ thế thôi. Thực ra thế này nhá. Về kim cương ấy, chúng ta sẽ có thêm một sự lựa chọn nữa là nước D và VVS hoặc là FL, thì giá nó sẽ cao hơn cái sản phẩm này tầm khoảng 6 đến 8 đến 10 triệu nữa. Thì anh chị thấy không? 4 ly rưỡi tài lộc luôn, là 9 là cửu vũ chí tôn ấy, mà giá chưa đến 30 triệu. Chưa bằng một cái smartphone gì đó mà cái nhẫn này ấy, dùng đến trọn đời luôn. Đảm bảo với anh chị thế. Cực kỳ xịn luôn. Rất may là tôi kiếm được cái điện thoại quay nó cũng đạt đến 50% độ đẹp của sản phẩm, cũng đỡ rồi nhá. Thì sản phẩm này tôi thấy là rất là ổn, và những chi tiết thêm mà chúng ta sẽ có thế này. Đây, bảng kê tôi sẽ có là sử dụng thêm 4 viên 1 ly 8 và 2 viên 1 ly 6, 2 viên 1 ly 2. Trong đó viên chủ này của chúng ta có giá trị là 21 triệu 900. Nó có nhiều cái loại đá khác nhau cùng DVS, thì có những viên tôi sẽ giao là 22 triệu, có viên 24 triệu, viên 25 triệu, thậm chí có viên 28 triệu, nó theo cái từng lô đá một anh chị nhé. Và tất nhiên là sản phẩm của chúng nó thì nó sẽ có giấy tờ và kèm theo từng cái mã sản phẩm đi theo. Thằng GA nó có một cái mã số ở đây, mã cạnh ở đây. Rồi thì chúng ta hãy xem tiếp về thông tin thêm sản phẩm ở phía dưới, về cái bản thiết kế bạn Hải bạn sẽ hỗ trợ anh chị bản 3D của sản phẩm này. Và với đây là kim cương, chúng ta có thể thay viên đá chủ này bằng một viên đá màu khác, có thể là sapphire, có thể là topaz, có thể là bất kỳ cái gì anh chị muốn theo từng mệnh tuổi nhá. Ok, cảm ơn anh chị rất nhiều. Anh chị hãy xem thêm video, chúng ta sẽ có những cái sản phẩm tuyệt vời hơn nhé. Xin chào.